Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Bisemon. Đang trên đường đi luyện cho em ra ranh e thì mình gặp cái thuyền này nè. Mà thường thường trong thuyền này sẽ có khá là nhiều đồ cho mình mang về trang trí ha. Đây, máy tính rồi nè. Cái này không biết có dùng đúng không ta? À, cái này chỉ lấy để trang trí thôi. Ồ, ra là vậy. Máy quạt đâu nè. Cái ghế này nhà mình chưa có nha. Xin luôn đi. Sao nhiều thứ nhà mình không có mà trên tàu này có thế ta? À, nó còn có đường xuống nữa nè. Chưa, để mình đi xuống tầng dưới coi. Lại có thêm quạt. Ừ, mình để ý nha, trong đây toàn là những cái rương chứa cái đồ búp cho hệ nước thôi. Cũng như cá cần câu đồ này. Đằng nào vô cũng thấy vậy hết á. Thôi tủ lạnh là mình ở nhà mình 3-4 cái xài không hết luôn á. Thôi không lấy tủ lạnh nữa đâu. Cái rương này có dấu đồ gì không? Có không? À, có dấu đồ. Thì ra trong rương cũng dấu đồ nè. Ok, bỏ túi luôn. Còn gì không nha? Hình như hết rồi đó. Rồi, đi tiếp ha. Em, ôi, trời, té. Được rồi, mình thấy một em boss rồi. Farm boss luôn. Ui, trời. Ở đây có công trình gì á? Ui, gần chỗ mình có một cái công trình gì to lắm kìa. Siêu khủng luôn. Bự thiệt sự. Thôi một xíu qua đó khám phá sao. Giờ thì mình sẽ cho Ryan em mình vô đánh boss ha. Rồi quậy đi. Ui chưa gì đánh Ryan em mình cả khúc máu rồi. Thôi đánh cái thôi vậy. Rồi vô trong á, nhường slot cho em khác quýnh. Chưa gì mà quýnh thốn vậy. Em Reaper này quýnh quá trời dữ rồi. Ryan em của mình đã học được kỹ năng Ryan Dance rồi nè. Được nha, và em sắp tiến hóa rồi đó. Đây, tiến hóa nè. Rồi, chuẩn bị. Ra ranh e tiến hóa. Em sẽ trở thành một em. Hình dạng khá là giống Charizard. Và em có tên là Raran Knight. Học được một kỹ năng Hurricane này. Giờ em có thêm mẹ bay rồi ha. Quá dữ luôn. Cho em học kỹ năng này. Và khi có hệ bay thì em cũng cho mình cưỡi và bay trên bầu trời luôn nha. Quá đã luôn, cái em này thì có cái hình dạng khá là giống Charizard. Chỉ có điều Charizard thì nhìn góc cạnh hơn. Còn em này thì kiểu mẩm mỉm hơn, kiểu vậy. Úi cơ, còn nhảy lên nữa cơ. Này. Wow, à còn có một điểm khác nữa là Charizard cánh bự hơn á. Em này cánh nhỏ hơn. Giờ thì qua đây coi. Công trình này là công trình gì ta? Ủa sao mình nhìn thấy giống cái đồng hồ vậy? Ồ, mình nhìn thấy giống cái đồng hồ lắm luôn á. Đi, bay lên Raran này. Đúng không? Nè, trên đây nhìn giống cái kim đồng hồ á nè. Giờ là mấy giờ đây? Hiện tại nó đang chỉ về hướng 9 giờ ha. Ồ, bây giờ là cái đồng hồ này chỉ hướng 9 giờ thì mình coi có đường nào vô không? Hình như không có đường vô luôn á. Công trình này chỉ để trang trí thôi à. Tưởng đâu có... có đồ thì mình vô mình ghé mình lướt ha. Cái gì? Kế bên... ôi, kế bên cái tháp đồng hồ là cái chỗ tòa tháp mà lần này. Có vẻ là tòa tháp bóng tối luôn. Hên vậy. Bữa nay mình nhân phẩm rồi, mình gặp được tòa tháp bóng tối. Ở cạnh bờ biển luôn nè. Quá đã. Nhưng mà không hiểu sao lại gần cái tòa tháp bóng tối này mình bị lắc quá. Lắc chịu không nổi luôn á. Mình đang giảm cái kết cấu xuống một xíu để chúng ta vô trong đây nó đỡ lát hơn ha. Đi lên trên. Quá xá đã luôn. Sẽ đào tạo lối đi cái đã. Rồi. Lên trên kiểm tra coi. Ơ có rương nè. Ồ tòa tháp bóng tối thì cho mình mấy cái mắt kiến. Mắt kiến đen. Ok lượm luôn. Rồi còn gì nữa không? Ố có một cái rương à. Để lên trên cao coi nó còn dấu rương gì khác hay không á. Vẫn chưa có gì hết. Đây có rương rồi nè. Tòa tháp bóng tối thì sẽ cho mình những cái red blade ha. Cũng như là... hết rồi. Quy bèo thế. Nhưng mà thứ quan trọng nhất đó chính là cái cuộn sách bí kíp võ công bóng tối nè.
Ui, được đó nha, mình sẽ cho cấp phu học ở ngay tại đây luôn á. Thường thường thì mình hay lụm mang về nhà rồi cho học á, nhưng mà lần này thì khác. Mình cho cấp phu học ở ngay tòa tháp luôn. Đâu rồi, cấp phu. Mình sẽ đưa cấp phu ra một cái. Cuối cùng thì bé cấp phu của chúng ta cũng sắp được tiến hóa rồi. Đây, nhìn đi, bí kíp võ công bóng tối đó. Học nha, bữa nay cho em tiến hóa nè. Rồi, bắt đầu quá trình tiến hóa cho cấp phu đây. Sau bao ngày tìm kiếm thì cuối cùng chúng ta cũng tìm ra được cái công trình quý hiếm này rồi ha. Và em ấy sẽ trở thành Urshifu. Ui, học kỹ năng bóng tối nè. Đúng là học bí kíp võ công bóng tối có khác. Học luôn một kỹ năng bóng tối ha. Cho học luôn. Ui, đây là dạng Urshifu Single Strike ha. Còn em trước của mình là Rapid Strike. Wow. Hình như là hệ nước á thì có tốc độ nhanh hơn nè. Chỉ số tốc độ của em hệ nước thì tới 250 mấy luôn, còn em hệ bóng tối thì chỉ có 100 mấy thôi. Ôi nhưng mà gì thì cũng không so sánh gì cũng không được, tại vì hai em đâu có ngang cấp đâu. Thôi chắc bây giờ mình sẽ tiến hành mình luyện cấp cho hai em này ngang nhau ha. Mình có một em mới cấp 79 thôi nên khá là thọt luôn á, phải luyện cho một cấp 100 kìa, lúc đó so sánh mới được ha. Giờ thì chỉ cần mình đi tìm thêm đảo nấm thôi. Chúng ta chỉ cần tìm được đảo nấm là mình sẽ cho hai em này Gigantamax luôn. Lúc đó chắc sẽ gánh tem cực mạnh cho xem. Đây là Obstangu. Một Pokemon hệ thường và hệ bóng tối hả? Đã rồi. Phải bắt em này thôi, em này nhìn cũng ngầu quá nè. Ngầu đét luôn. Thu phục tôi. Wow, được á. Chiến này vô cánh rừng gỗ sồi sẩm lại có chiến lợi phẩm mới rồi. Em này thì chắc mình sẽ bắt bằng một quả Ultra Ball đi. Thử nha, Ultra Ball nếu mà không được thì chắc chuyển sang Dead Ball á. Được không? Ultra Ball không được rồi. Dead Ball. Chịu hay không? Nope. Ui. Sao kỳ á? Ủa mình đâu, mình tung bóng chứa xong cái ẻm tự ngất xỉu luôn rồi. Trời ơi. Sukana vậy trường hợp này không đỡ được luôn á. Em tự quỷ rồi, hình như em không muốn về đội mình sao á. Trời, về đội anh cưng như trứng, anh hứng như bông mà. Anh có ăn hiếp em đâu mà. Thiệt luôn á. Em sợ mình hay sao á. Em thà hy sinh chứ không chịu mà kiếm về đội mình á. A few moments later. Lần này thì về đội đi. Anh không có ăn hiếp đâu mà sợ. Tung quýt bon luôn nè. Thử nhân phẩm coi. Obstangu. Về đội anh đi. Nha. Ê. Em này dùng quýt bon một phát được luôn. Trời ơi, biết gì nãy dùng quýt bon là được rồi. Đây, em đây. Yeah, chúng ta đã có được em Obstangu rồi. Mình sẽ coi thử coi em có nhiều dạng hay không á. Em này nhìn cũng ngầu lắm á. Cái dạng shiny của em nhìn đẹp vậy. Nhìn màu mèo hoa lá hẹ thiệt luôn á. Nhưng mà tiếc là em không có dạng tiếp theo ha. Không biết còn có tiến hóa không nữa. Tụi em này chạy thì cũng khá là nhanh á. Mèo nè. Lại gặp mèo. Nhưng mà mèo này là mèo bình thường thôi chứ không phải mèo mình dài á. Mỗi lần gặp em mèo này là mình nhớ tới cái em mèo mình dài này nè. Được á. Sau này mình mà kiểu dư súp Dynamax là mình sẽ cho em ăn liền. Nói giờ thì chắc đi dạo thêm một vòng ở đây coi. Nãy giờ mình nói mình luyện cho Urshifu mà ta quên mất. Chưa, để mình luyện cho Urshifu cái đã. Lên cấp 100 đi rồi tính tiếp ha. Ê, thêm một cái đảo nấm nữa nè. Đây rồi. Đây là cơ hội để mình cho Urshifu của mình trở thành dạng Gigantamax nè. Được, cưỡi Urshifu đi hái nấm thôi. Thời tới cả em kịp, thời tới cả... Đây, có cái nấm đầu tiên luôn. Đây rồi. Hú hồn tưởng đâu bị lắc chứ. Thời tới em ơi. Chịu khó chạy vòng vòng đây. Đây, cây nữa. Chiến này giàu to rồi. Lần này thì mình còn gặp mấy Pokemon hơi lạ nữa nè. Sao không coi được ta? Đâu chạy mất rồi. Chạy đâu mất rồi. Đi trốn à. Em này có tên là Mushroom Mist ha. Shroom Mist chứ.
khi tiến hóa thì em sẽ thành Rillum hay sao nè. Ra vậy. Chủ yếu mấy em này đều có liên quan tới nấm ha. Sống trên đảo nấm nên hầu hết mấy Pokemon đều liên quan tới nấm thôi. Nó. Vậy là đủ một bát rồi. Đây là cái nấm thứ ba. Ủa, cái đảo này có vẻ bự hơn và nhiều nấm hơn nè. Đảo lần trước mình tìm mãi mới được có 6 cái nấm á. Đây nữa. Bên đây nữa. Đây mới gọi là đảo nấm nè. Chứ ai như cái đảo kia tìm nguyên cái đảo mà được có 6 cái nấm thôi. Kìa, đằng xa xa còn cây nữa cơ. Này, nhân phẩm thiệt sự luôn á. Rồi, qua đó. Ui. Trời, Urshifu có vẻ bơi không giỏi cho lắm nha. Rồi, cố lên. Chạy lên đây. Hãy thêm cây nấm này nữa. Vậy là được 2 bát súp rồi đó. Ở đây có cây không ta? Mình chặt một cái cây để mình làm súp cho em ăn liền luôn. Chưa, để mình đi tìm hết cái đảo này đi. Coi được tổng hết là bao nhiêu cây nấm ha. Lúc đó chế tạo cũng không có muộn. Đây còn cây nữa nè. Bắt đầu dư rồi đó. Đây nữa. Ôi trời ơi. Hai nấm như vậy thì hơi bị thích luôn. 8 cây rồi. Đây nữa. 9 cây, đằng kia nữa kìa. Mèn đất ơi. 10. Cây này là cây thứ 10 luôn rồi. 10 cây nấm rồi. Còn nữa không? Tìm cho kỹ nha. Cái đảo này có vẻ là nhiều nấm á. Nè. 11 cây rồi. Có 12 không? Không có 12. Ở đây còn spawn cái chỗ boss gì đây? Ở đây là em boss gì vậy? Quánh boss luôn. Ôi dạ. Khó vậy. Bên này cũng có nữa nè. 2 cây luôn. Thôi, boss thì đánh sao đi. Đi hai nấm đi. Đây, 12, 13 cây. Còn nữa không? Đây nữa. Chết rồi, mình bị ghiền rồi. Mình ghiền hai nấm rồi. 14 cây rồi. Thêm một cây nữa đi là được 5 bát súp luôn á. Có không? Cố lên. Một cây nữa thôi. Cây 15. Thôi lỡ rồi, cho thêm 3 cây nữa làm thêm bát nữa đi. Lỡ tham rồi, tham cho tới luôn. Còn không? Hết rồi. Bên này có vẻ hết rồi. Nhưng mà 15 cây là quá là nhiều. Nè, con. Vẫn còn. 16 cây. kiểu như mình hái hoài được hoài á. Tranh thủ. Ủa, đó là ai vậy? À, Pokemon Boss à? Thôi kệ Boss luôn. Bận hai nấm rồi. Này còn không? Hết rồi. Vậy là chắc hết rồi đó. Đây là cái... Ồ, còn. Bên đây còn một cây nấm nè. Vậy 17 cây nấm rồi. Ôi, ở đây còn có boss gì nữa hả? Boss này nhìn lại vậy. Lượt cuối cùng. Mình thất bại rồi. Sâu cà na thiệt. Ui giời ơi. Không sao, mình thất bại trong việc đánh boss, nhưng mà mình thành công trong việc hái nấm thì cũng ok đi. Kệ, lâu thất bại đánh boss cũng chả sao cả. À, vậy là hết rồi. Nguyên cái nấm. Vẫn còn một cây. Vẫn còn. Vậy là được 18 cây nấm. Và phía xa xa hình như còn có boss gì. Quên mất tiêu tên rồi. Latios gì á. Wow, được cái ta. Thử luôn không? Thử cho Urshifu vô quýnh luôn ha. À, đây là Latias. Uầy, căng. Thử kỹ năng hệ bóng tối của em coi. Kéo được cả đống máu luôn kìa. Mạnh thiệt sự. Urshifu mới học cái quyển bí kíp vô công bóng tối á. Rất là mạnh á. Đánh boss Latias không được phát nào luôn. Rồi, một nốt nhạc thôi. Xong phim và mình được viên Mega của Latias nè. Một cái ọp. Wow, có được một cái ọp luôn cơ. Được vậy.
Mà mỗi lần mình có cái orb thì cái nhiệm vụ nó lại chỉ mình là mình nên kết hợp với cái viên đá băng để mình làm ra cái cục gì á. Nó cứ gà gà mình để mình làm nhiệm vụ thôi. Thôi tôi giận rồi, làm nhiệm vụ cho cái nhiệm vụ khó quá à, tôi không làm đâu. Giận rồi. Thôi giờ thì chắc mình sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó có gỗ ha, để chúng ta lấy gỗ và chế tạo súp mắc thôi cho em Urshifu ăn mới được. Trong lúc này thì chắc mình sẽ luyện cho em lên cấp 100 luôn ha. Hiện tại thì em cấp 91 rồi. Luyện thêm một xíu nữa thôi. Giờ thì tới công đoạn chế tạo súp mắc thôi. Ui giời, mình sẽ làm bữa nay là hơi nhiều quá nha. Này có 4 cái tô thì mình sẽ làm 4 bát súp luôn. 42 ta. Ủa nhầm 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 gì đâu đúng đâu. Trước mắt là mình sẽ làm hai bát đi ha. Để cho hai bơ sư phụ của mình trước cái đã. Đây, còn 12 cái nấm này thì mình sẽ nghiên cứu coi coi em nào tiếp theo sẽ được Dynamax đây. Ủa Giga mắt đây. Giờ thì Urshifu bóng tối ăn trước nè. Ủa không không không, Urshifu nước ăn trước chứ. Đây em này có trước nên mình sẽ cho ăn trước á. Ăn đi. Em này cũng ăn đi. Rồi chắc giờ mình phải đi kiếm chỗ nào để mình test sức mạnh mới được. Mới ăn súp mắt mà nên phải cho em Giga ta mắt chứ. Đây đây đây, có thí sinh, có thí sinh. Đây là boss Gengar hả? Trời, căng vậy, căng vậy. Gengar boss thì đón nhận sức mạnh của Urshifu đi. Urshifu, Giga ta mắt nào. Đó. Đây là Urshifu bóng tối mà nè. Single try khi mà Giga ta mắt nè. Mạnh thiệt sự. Trời ơi. Một đấm thôi. Boss Gengar sắp sắp liệm rồi. Liệm thiệt nè. Gánh tem cực mạnh luôn. Và mình được một cái cục gì cơ? Ragnarok Silver Lance. Giữ lại luôn ha, cái này khá là lạ nè. Đã nha, đã nha. Vậy là chúng ta đã đủ hiểu sức mạnh của Urshifu bóng tối rồi đó. Giờ tới Urshifu nước khi mà Giga ta mắc coi. Rồi chiến thôi, chiến thôi. Ồ, của em Giga ta mắc cơ. Ủ thế cũng đẹp quá trời luôn. Nhưng mà quánh với gà chôm cũng không ăn thua lắm á. Ui trời. Ui, công nhận gà chôm là một á thần rất là mạnh ha. Nãy giờ mình đang đổi chiến thuật nè, để farm gà chôm luôn đi chứ. Đây đây thấy chưa? Quýnh hai đòn liên tiếp phát là Eternatus mình liệm luôn mà. Nhưng không sao. Giờ sẽ là sự trỗi dậy của Urshifu đây. Đón nhận cơn thịnh nộ của Urshifu đi. Dynamax. Ủa Gigan ta mắc lên nè. Tới công chuyện luôn em ơi. Này thì giỡn mặt. Không si nhê lắm nhưng mà không sao. Trâu đánh lâu cũng chết thôi. Này thì giỡn mặt nè. Một cái nữa được không? Một cái nữa được không? Cố lên một cái nữa. Này thì giỡn mặt. Ui mà gà chôm khỏe thiệt á. Phải công nhận là gà chôm rất là khỏe á. Ê, mình được mới được một viên Meonium Z. À, cái này là dành cho mèo á. Được quá ta. Được 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 được, mình sẽ cho mèo. Mình sẽ cho mèo vô để gắn viên đá Z cho mèo á. Ghê ghê. Rồi đây có em cáo nhìn đã vậy. Đây là dạng chưa tiến hóa của Delphox á. Mình bắt em này mơ mốt mình tiến hóa thành Delphox cũng ok lắm nè. Được 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 được, bắt luôn bắt luôn. Cấp 37 ha. Ủa 34 mà. Chắc phải sẽ bắt bằng level bon á. Nhưng mà trước tiên thì thử thử bằng quick bon trước ha. Phải coi bắt ẻm được không. Được ý, được ý. Lần trước mình gặp một em giống như vậy mà trong chỗ đánh boss cơ bắt không được. Ừ nhưng mà lần này thì bắt được rồi. Chạy đi đâu bé ơi. Gần làng có một cái hội quán luôn nè. À được quá vậy. Ok luôn, lâu rồi chưa thử sức với hội quán. Và bữa nay chúng ta có thêm hai em Pokemon có thể Giga ta mắt nữa. Nên mình khá là tự tin để vô hội quán đây. Mình sẽ đi xuống đường này thử coi. Ôi trời trời trời. Đường xuống đánh với chủ hội quán hơi bực giật mình nha. Dưới này mà cái này là cái hồ dung nham là chắc đi luôn á. Ôi nhưng mà mấy khối này là khối slime à. Xin luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ khiêu chiến với chủ hội quán trước á.
ổn rồi, mai mốt mình phải dạy kỹ năng lại cho Miu thôi. Đi học kỹ năng lại thôi, Miu chưa có kỹ năng hệ hệ tâm linh hết. Còn kỹ năng mấy hệ khác không à. Ồ, không sao, Miu cũng có công dụng là câu cái Gigantamax của chủ hội quán này trước đi ha. Lấy ưu thế trước đi. Rồi, hay rồi Miu ơi. Tiếp theo thì mình sẽ cho Raranai vô. Cấu rỉa được bao nhiêu thì cấu rỉa ha. Ui, bị sốc đam Raranai rồi. Tiếc vậy. Shifu thì chắc sẽ ra cho ra cuối cùng, kiểu như nhân tố gánh tem á. Giờ thì tới Charizard đi. Để coi coi chúng ta sẽ vượt qua cái chỗ hộ quán này được hay không á. Cố lên, chắc Charizard sẽ đánh bại được Marowak á. Ui, đổi Pokemon rồi. Liên tục là những đòn tấn công của Charizard. Đấy, đang chiếm ưu thế. Thêm một đòn nữa. Hay lắm. Tiếp tục là Gastrodon. Wow. Chủ hội quán này xài Pokemon lạ lạ không á. Rồi, xúc luôn. Ui, nhưng mà em này mạnh này. Quýnh đầu phết. Giờ thì chắc tới lượt của Eternatus thôi. Không biết là Eternatus sẽ thể hiện như thế nào đây. Thử thôi. Ồ, thêm một em Swamper nữa. Chủ hội quán này có tới tận 2 Swamper cơ. Wow. Ui, tiếc vậy, Eternatus chưa kịp đánh bại Swamper nữa. Rồi rồi rồi, tới công chuyện nữa. Ơi Shifu vào trận nè. Mình sẽ chờ kỹ năng. À không, quýnh luôn đi. Dùng kỹ năng hệ bóng tối luôn. Kết liễu Swamper liền ha. Tiếp theo là Marowak chứ gì. Hồi nãy ăn hiếp mấy Pokemon mình đúng không. Gigantamax ẻm lên trước. Trời ơi, coi kìa, em bự kìa. Quá là khủng luôn á. Đứng muốn to bằng cái hội quán luôn rồi. Rồi, kết thúc trận chiến nào. Được hay không? Ui, đánh Nidoking không trượt bắt nào luôn. Một hết nữa. Này thì Nidoking nè. Còn không, bên chỗ hội quán còn Pokemon không? À, vẫn còn em Gastrodon à. Vậy thì Dynamic Punch. Trời. Suýt nữa là đấm được rồi. Không sao, mình vẫn còn một em Urshifu mà. Mình có tới tận 2 Urshifu lận á. Ok. Cay thế trời. Tới em cuối cùng thì mình lại đánh không lại. Su cà na thì. Entel lên, xử bắn con này. Xử bắn con Swamper. Tiếp theo là Flygon luôn. Này thì giỡn mặt. Thí sinh tiếp theo. À, thanh niên hồi phục, thanh niên. Này thì hồi phục hả? Hồi phục đi. Hồi phục hổ. Rồi. Hồi phục hổ. Ý, bắn hụt. No, bắn hụt ở đó kìa. Tiếc vậy. Không sao, mình còn Spectre. Chuyện này thì nghĩ né cưng ơi. Nghĩ né nha. Rồi. Chiến thắng rồi. Mình đã chiến thắng được cái hội quán này rồi. Thanh niên hội trưởng này rất là khó chịu nha. Rất là mạnh luôn á. Nhưng mà phải công nhận chỗ hội quán này là một cái đối thủ đáng gờm á nha. Đánh bại mình 3 lần liên tục luôn. Lần này lần thứ 4 mình mới giành được cái huy hiệu này á. Nên mình sẽ rất là quý cái huy hiệu này ha. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đi ra thôi. Không biết đường ra chỗ nào đây. À, lối ra đây à. Ồ. Ê, open the door. Ok. Thiệt tình luôn. Đánh giá hệ thống đường ra của chủ hội quán là 1 sao nha. Xíu nữa là bị kẹt ở trong đây rồi. Ồ, vậy là mới mốt mình có thể biết được hội quán này cho mình cái nguy hiểm nào bằng cách nhìn ở trước cổng á. Wow, ra là vậy. Rồi, còn giờ thì mình sẽ cho mấy em này vô trong nghỉ ngơi đi. Mới giúp mình giành lấy cái nguy hiểm này hơi bị mệt đó nha. Dưới này là Mewtwo. Ôi trời, Mewtwo lộn dưới rồi. Nhưng mà đàm Mewtwo boss lộn. Legendary hả? Đây là dạng Mega X hay Y ta? X thì phải. Đúng rồi, đây là dạng Mega X ha. Hệ giác đấu với hệ tâm linh. Ồ, lại thêm cơ hội nha.
mình sẽ đưa Urshifu. Hồi nãy giờ Urshifu hãy bóng tối thể hiện nhiều quá, giờ thì sẽ cho Urshifu hãy nước vô chiến đấu một xíu ha. Khỏe đi em ơi, đối thủ đáng gờm đó. Mèo căng căng nha, căng nha. Cuối cùng thì cũng gặp được dạng Mewtwo Mega Boss rồi đó. Kìa kìa, Mewtwo đấm cơ. Úi dồi, úi trời 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 trời. Ôi xong rồi, kèo này căng rồi. Kiểu như đấm không xi nhê Mewtwo ấy. Đứng yên luôn kìa. Ồ ồ ồ, bây giờ thốn rồi nha. Mewtwo không phản đam là Mewtwo liệm á. Ôi, phản đam phát Urshifu mình liệm luôn rồi. Nhanh vậy, kịp không? Ui, Hurricane. Yay, Dragonite đã đánh gục được Mewtwo và giúp mình có được quyền Mega X của Mewtwo. Yeah, được. Vậy là bây giờ Mewtwo còn có thể Mega cơ. Wow, hay á. Vậy thì nhưng mà bây giờ một khoan nha. Mình chỉ được lựa chọn một là Mega, hai là Dynamax thôi. Khó quá à. Thôi kệ, cho luôn ha. Cho em viên Mega đi. Bữa nào mình không xài Dynamax thì mình sẽ cho em Mega sao ha. Cũng hợp lý, cũng hợp lý đó. Rồi ba, mình đang ở cái vùng hoa á, thành thử ra là mình sẽ có cơ hội gặp được một vài Pokemon đặc trưng của vùng này, nên mình phải gán AFK thêm một lúc thôi. Mới tới mà đã gặp được boss Mewtwo là thấy hên hên rồi đó. Trời trời trời, mèo boss à. Một sao. Ủa, mèo bóng tối. Ồ, mèo bóng tối hình như là mèo Alola đúng không? Vô thử mới được. Mèo bóng tối. Để xem. Ừ, như là mèo Alola đấy. Xúc mèo luôn. Một đấm đi luôn. Rất là nhanh á. Đây rồi, đây là mèo Alola nè. À, để xem ơi, mình sẽ thử Ultra Ball ha. Được hay không? Chúng ta có thể bắt được mèo Alola hay không? Ý, được luôn. Hay. Vậy là bây giờ mình đã vừa có dạng mèo Alola nè, mà vừa có cả mèo Galarian nữa. Wow, mình có được hai mèo khác nhau rồi nha. Xịn thiệt. Còn có chim nữa này. Đây là chim gì đây? Chim 5 sao, chim lửa. Em chim lửa này mình từng gặp rồi ở vùng băng nè. Vẫn chưa bắt được, lần này mình sẽ thử sức lại thêm một lần nữa ha. Bữa nay là anh khác rồi cưng ơi, nay nhân phẩm anh cao rồi. Cưng về đội anh đi, em chim lửa tinh nghịch này. Đấm mày một phát trước. Wow, một phát cũng được 1/3 cái máu đấy. Rồi, cuối cùng thì cũng em cũng chịu thua rồi ha. Và với em này thì mình sẽ bắt bằng, em này chắc là nên bắt bằng Fastball nha. Mình nghĩ boss 5 sao thì chắc chỉ số tốc độ cũng trên 100 đấy, không đùa đâu. Thử với Fastball coi, được không? Được không? Được không? Được nè. Biết ngay mà. Đâu ơi, em đâu ơi. Đây, em chim lửa nè. Đó, chỉ số tốc độ 150 cơ mà. Lụm cục kẹo luôn. Ai biểu em hay lén phén ở vùng này chi. Rồi đây còn có boss Ampharos nữa. Hồi nãy giờ thì Urshifu nước của mình chưa có quẩy nhiều nè. Mình sẽ cho Urshifu nước quẩy xíu ha. Vô, đoạn đầu tiên Urshifu. Có vẻ quẩy không căng lắm, nhưng không sao, chúng ta còn nhiều kỹ năng khác mà. Mình cực kỳ ấn tượng với cái hình dạng của em này luôn á. Kiểu thủ võ nhìn ngầu ghê luôn á. Nhưng có điều nãy giờ em đi với mình, em hơi ăn hành nhiều xíu thôi. Ngầu thì có ngầu đó, nhưng mà ăn hành cũng nhiều nữa. Rồi, nhưng mà lần này thì cũng thắng ha. Ôi tiếc thế, boss này không có rơi ra đồ gì khác hết. Hôm nay mình đang gán cày boss để kiếm mấy quả bóng xịn xịn á. Nhưng mà có vẻ boss không chịu rơi ra cơ. Nhân phẩm mình chắc dồn hết vô em Mewtwo hay sao rồi. Ở cái vùng này mãi mà chả thấy cái em nào lạ lạ xuất hiện cơ. Cho em nào lạ hơn xíu nữa đi. Gặp em này hoài. Cay thế nha. Bất lực tuyệt luôn á. Mình sẽ đợi thêm một lúc nữa. Chả nhẽ mình không tin là mình lại xui như vậy á. 2000 years later. Mình tin rồi, mình xui rồi.
Ở nhà mình còn không có quá là nhiều kẹo mắc cơ, thành thử ra mình sẽ cho hai em Oshifu của mình mỗi em ăn một ít ha. Hiện tại hai em này hình như là cấp độ Dynamax, chưa có được miếng nào luôn á. Đây, mỗi em mình sẽ cho ăn hai cục ha. Ăn đồng chia đủ, anh em với nhau thì mình sẽ chia đều, không có thiên vị đâu. Mời mốt mà có nhiều á, cho ăn full nha. Gigantamax nha, cánh tem luôn ha. Đó là kế hoạch của mình khi mà sở hữu được hai em Oshifu, có thể biến thành Gigantamax ha. Ngoài ra thì hôm nay mình cũng khá là may mắn khi mà hái được quá trời những cái núm mắt còn dư luôn nè. Cái này đủ để mình làm thêm tới tận 4 bát súp cơ. Mình sẽ xem xét coi những em nào sẽ tiếp tục được mình Gigantamax đây. Rồi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được những cái hội quán còn lại để chúng ta kiếm thêm huy hiệu ha. Hiện tại thì mình chỉ mới săn được tầm 9 cái huy hiệu thôi à. Còn rất nhiều huy hiệu hội quán khác mà mình chưa có, nên cần phải cố gắng nhiều hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp cùng với bộ đội Oshifu của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.